khoan, đừng vội lướt qua. Video này cùng mình đi trải nghiệm thử hai hũ thịt chưng mắm tép của Lê Anh nuôi nha. Hũ màu vàng bên này là hũ thịt chưng mắm tép vị truyền thống, còn hũ màu xanh là thịt chưng mắm tép vị nâng cấp, có thêm 20% tôm tươi. Cái này thì mình chưa thử bao giờ, nhưng mà bạn mình nó mua ăn thử rồi, nó bảo để mỗi khi mà nhà không có đồ ăn có thể mang ra ăn với cơm nóng hoặc là cơm nguội đều rất là ngon. Hôm nay mình đã chuẩn bị một cái chén cơm nguội đây, thêm một trái dưa leo rất là to và dài nữa. Cái này thì chắc rất là nhiều bạn thích đấy, nhưng mà mình thì không thích đâu, tại vì mình có trái to hơn. Nắp mở rất là dễ, tại vì ở trong này họ còn bỏ thêm một cái túi nữa nè các bạn. Đó, nó được đóng gói trong túi chứ không chỉ trong hộp không đâu nha. Một túi như này nhìn vậy thôi chứ cũng khá là nhiều, ăn chắc cũng lâu hết lắm á mọi người. Rồi, ở đây các bạn có thể phân biệt được bằng màu sắc nha. Bên này là vị truyền thống nè, còn bên này là vị nâng cấp nè. Bên vị nâng cấp thì mình thấy nó có màu sáng hơn một tí xíu, và mình thấy nó hơi cứng cứng, có cái lợn cợn của tôm rất là nhiều nha. Còn bên này thì kiểu nó mềm và nó nhuyễn hơn nha. Mình sẽ thử vị truyền thống trước nha các bạn. Đây, mời các bạn nhé. Rồi, bây giờ tới vị nâng cấp. Mình thấy cái vị truyền thống này thì ăn nó mạnh hơn cái vị nâng cấp. Mà cái vị nâng cấp thì kiểu mình cảm giác ăn nó sẽ có nhiều cái xác tôm trong đó hơn, và ăn nó kiểu nó thơm mùi tôm hơn một tí xíu. Mình xem nhiều bạn review thì bảo cái này ăn bị ngọt, nhưng mà khi ăn thì mình cảm thấy vị ngọt nó rất là ít luôn. Nó chỉ có một chút giống như kiểu để điều vị thôi, chứ còn khi ăn các bạn sẽ cảm thấy cái vị nó rất là hài hòa, rất là ok nha, không hề bị ngọt nha. Mời các bạn nhé. Mời các bạn nhé. Cả hai hũ này thì cái mùi mắm nó khá là nhẹ nhàng các bạn ạ. Nó không quá bị nặng mùi để cho những bạn mà không ăn được mắm sẽ cảm thấy khó chịu đâu. Với lại mình cũng khuyên là các bạn nên mua combo hai hũ, tại vì chưa chắc được là các bạn sẽ thích cái hũ nào hơn đâu. Và chúc tất cả các bạn sẽ có bữa cơm ngon lành cùng với thịt chưng mắm tép của Lê Anh nuôi.